Cái đầu tiên chúng ta cần đo lường và tối ưu đó chính là đặt ra câu hỏi là cái bài viết mà chúng ta giới thiệu về sản phẩm ấy thì nó có hay hay không? Hay ở đây là khách hàng đánh giá chứ không phải do chúng ta đánh giá. Các công việc liên quan đến quảng cáo. Thế để cho các bạn hiểu hơn thì chúng ta thường sẽ có 4 công việc liên quan đến quảng cáo. Công việc đầu tiên mà khi mà chúng ta muốn bán hay muốn làm bất kỳ một cái gì, muốn bán một sản phẩm gì, thì công việc đầu tiên là các bạn cần phải tìm ra một cái bài viết giới thiệu sản phẩm. Nó phải hay và phải hấp dẫn. Không biết là tối hôm qua đã có bạn nào thay đổi về cái phần content hay có ý tưởng gì chưa thì mình không biết. Được chưa? Nhưng mà cái đầu tiên các bạn cần phải thay đổi là phải có cái này. Công việc số 2 của các bạn khi mà các bạn muốn làm quảng cáo hiệu quả hoặc ra đơn ấy, thì đó chính là các bạn tìm đúng khách hàng tiềm năng để mà hiển thị quảng cáo. Hiển thị là hiển thị bài viết. Công việc số 2 của bạn là xác định đúng khách hàng tiềm năng. Phải xác định được đúng khách hàng tiềm năng. Sau đó hiển thị cái bài viết mà các bạn đã ở bên trên. Thường hôm qua mình bảo các bạn chuẩn bị một bài ảnh, một bài video đúng không? Hầu hết sản phẩm nào cũng sẽ làm được như vậy. Được chưa? Rồi, thì đây là công việc số 2 của các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái cách làm thế nào để tìm ra tập khách hàng tiềm năng này. Hoặc là ngày số 3. Được chưa? Tiếp theo, công việc số 3 của bạn. Hai bước này được gọi là hai bước chuẩn bị thôi. Việc số 3 của bạn bây giờ là xác định cái cách chạy. Cách chạy phù hợp. Bởi vì chạy quần áo khác chạy spa, chạy bất động sản khác chạy phụ kiện điện thoại, phụ kiện ô tô. Các cách chạy sẽ là khác nhau. Cái tờ giấy mà hôm qua các bạn gập đôi lại ấy, thì hôm nay chúng ta sẽ hoàn thành nốt. Đó chính là cách chạy, cách target, trường phái kiếm tiền của hai cái loại này là khác nhau. Được chưa? Đây, hôm nay, buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cần phải xác định được cách chạy phù hợp. Chạy toàn quốc khác chạy quanh khu vực. Ví dụ có một số bạn chạy quanh cửa hàng ấy. Được chưa? Thì cách chạy khác, số tiền chi tiêu cũng sẽ khác. Nó sẽ không giống như chạy toàn quốc. Chạy cũng là một cái lượng khách hàng nó nhiều hơn nên cái cách chạy nó sẽ khác, cách tối ưu nó sẽ khác. Hình dung chưa? Thì hôm nay cần các bạn còn phải chú ý là xác định được cái cách chạy nó phù hợp. Sau khi các bạn xác định được cách chạy phù hợp, chúng ta chuyển sang cái công việc số 4. Đó chính là chạy thử. Chạy cộng đo lường cộng tối ưu. Đấy. Hay ở cái bước này, đó chính là cái bước mà các bạn sẽ tiêu tiền thật. Chúng ta cần phải học cách tiêu tiền thật. Khi mà tiêu tiền như thế, chúng ta sẽ được học cách làm bác sĩ ở cái ngày số 3. Tức là các bạn cần phải hiểu số tiền chi tiêu của bạn tiêu cho cái việc gì, nó tạo ra cái gì, cái đấy quyết định đến mét rẻ hay mét đắt hay lượt đơn hàng, nó quyết định như thế nào. Các bạn cần phải hiểu cái chỗ này. Hiểu chỗ em? Thì đến ngày số 3 ấy, có một cái module được gọi là chữa bài quảng cáo ấy. Thì ở đấy các bạn sẽ cần phải xem cách mình chữa bài, cách mình làm bác sĩ như thế nào. Đương nhiên là mình cũng sẽ dạy cho các bạn cách để các bạn có thể tự chữa bài được cho các bạn, hiểu vào các chỉ số. Nhưng nó lại bước chân này: chạy, đo lường, tối ưu, tiêu tiền. Ở bước này bạn sẽ phải đo lường cho mình. Một là ở đây, được chưa? Là bài viết chạy nó có hấp dẫn thật hay không. Tức là bạn chạy bạn tiêu tiền ấy, khách hàng là người nhìn thấy cái bài viết của bạn ấy, thì khách hàng nghĩ sao về cái việc là bạn cho rằng đấy là bài viết hấp dẫn. Tức là hai quan điểm của ông có trùng khớp với nhau hay không. Nếu không trùng khớp thì thường là phải đổi sang bài khác, chứ không được tiếp tục chạy bài đấy nữa. Ở bước số 4 này này, chúng ta sẽ tiêu tiền. Thì cái đầu tiên chúng ta cần đo lường và tối ưu đó chính là đặt ra câu hỏi là cái bài viết mà chúng ta giới thiệu về sản phẩm ấy thì nó có hay hay không. Hay ở đây là khách hàng đánh giá chứ không phải do chúng ta đánh giá. Hiểu chưa? Đấy, chúng ta cần phải đo lường. Và thường nó sẽ có một cái chỉ số ở đây nó đo lường được là nó có hay hay không. Thì cái đấy ngày số 3 mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Rồi tiếp theo này, các bạn trên lớp chắc các bạn đã hiểu rồi. Các bạn cần tiêu tiền và đo lường xem cái bước số 1 chúng ta đã làm đúng hay chưa theo quan điểm của khách hàng. Sau đó chúng ta lại đo lường cái số 2. Được chưa? Là khách hàng của bạn chạy ấy, nó có chất hay không. Hiểu chưa? Thì đây là hai cái mà các bạn sẽ đo lường ở bước số 4.